Sự thật về Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu. Yêu quái thật diễn xuất trong phim. Nhắc đến Tây Du Ký, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới phiên bản truyền hình năm 1986 do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của Tây Du Ký được chuyển thể từ nguyên tác của Ngô Thừa Ân lại là bản phát hành năm 1927, nhưng bộ phim đã lập tức bị cấm. Thậm chí có người còn tiết lộ rằng trong phim có một con yêu quái thật tham gia diễn xuất. Nội dung và cảnh tượng trong phiên bản này khiến người xem phải rùng mình sợ hãi. Đây có phải là sự thật hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Năm 2011, khi Thư viện Quốc gia Na Uy đang phân loại tài liệu thì phát hiện ra bộ phim có một đoạn đã bị hư hỏng nặng. Sau nhiều lần so sánh, các chuyên gia xác định đây là phiên bản năm 1927 của bộ phim Tây Du Ký đã thất lạc nhiều năm ở Trung Quốc, có tên Động Bàn Tơ. Đã từng có rất nhiều bộ phim được lưu giữ ở Trung Quốc nhưng không may bị tiêu hủy trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Nếu bộ phim Tây Du Ký này không được du nhập vào Na Uy, có lẽ chúng ta đã không có cơ hội nhìn thấy diện mạo thực sự của nó. Sau khi được sửa chữa và phục hồi ở Na Uy, bộ phim được gửi đến Cục Lưu trữ phim của Trung Quốc để cất giữ. Toàn bộ cốt truyện của Động Bàn Tơ dài đến 140 phút, nhưng một phần phim đã bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa. Vậy nên, tất cả những gì còn lại mà chúng ta có thể xem chỉ còn vỏn vẹn trong 59 phút. Phiên bản Tây Du Ký năm 1927 được công chiếu ở Thượng Hải, Na Uy, Nam Dương và rất nhiều nơi khác vào thời điểm đó. Bộ phim đã thu hút lượng lớn người đến xem và trực tiếp đạt được doanh thu phòng vé khổng lồ hơn 50.000 nhân dân tệ. Vì nội dung sát với phần tác phẩm gốc và sử dụng các hiệu ứng đặc biệt chưa phổ biến. Theo mức giá lúc bấy giờ, 30 nhân dân tệ là số tiền chi tiêu hàng năm của một gia đình bình thường. Nên có thể nói, bộ phim đã mang lại cho nhà sản xuất doanh thu cực khủng. Kiệt tác hay như vậy nhưng lại bị Chính phủ Quốc dân Đảng ban lệnh cấm chỉ sau vài ngày ra mắt. Lý do được đưa ra là vì những diễn viên trong phim mặc trang phục quá hở hang khiến người xem có cảm giác không đứng đắn. Thậm chí tình tiết trong phim vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Ngoài ra còn có tin đồn rằng bộ phim do yêu quái thật diễn xuất bởi tướng mạo của bốn thầy trò đều khiến người xem rùng mình. Đường Tăng giống như biến thành nữ nhân thanh tú nõn nà. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không thiếu đi chính nghĩa, khiến khuôn mặt trở nên hung ác. Chư Bát Giới biến thành một cái đầu lợn đen, mõm dài, vô cùng xấu xí. Sa Tăng mặt xanh nanh vàng, dáng vẻ hung tợn. Có thể nói phiên bản Động Bàn Tơ khác một trời một vực so với phiên bản Tây Du Ký năm 1986. Trong cốt truyện của Tây Du Ký, phiên bản trong giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc năm 1927, bốn thầy trò của Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh. Khi đi ngang qua Động Bàn Tơ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy nơi này có điều gì đó không ổn nên muốn đi kiểm tra xung quanh và dặn dò sư phụ ở yên tại chỗ đợi mình về. Tuy nhiên, Đường Tăng vì quá đói nên quên mất lời dặn của đệ tử, bị con nhện tinh biến thành mỹ nữ dụ vào Động Bàn Tơ. Trong đó có rất nhiều mỹ nữ vây quanh Đường Tăng và khi đồ ăn đều được bày ra trước mặt, Đường Tăng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi nắp dĩa mở ra, bên trong thực sự có một cái bàn chân người. Lúc này, Đường Tăng mới ý thức được mình đang ở một nơi nguy hiểm, vội vàng muốn rời đi, nhưng lại bị con nhện tinh bên cạnh kéo vào phòng tắm rửa và thay y phục. Khi xem đến lúc này, chúng ta chỉ có thể tạm hiểu ra nguyên nhân tại sao Tây Du Ký năm 1927 bị cấm chiếu. Nhưng ngoại trừ việc nội dung ngoài sức tưởng tượng, thì còn bí mật gì ẩn chứa bên trong này nữa không? Sau khi Tôn Ngộ Không đi thăm dò bên ngoài trở về, phát hiện sư phụ đã biến mất từ lâu. Hỏi các đệ tử mới biết được Đường Tăng đã một mình đi hóa duyên. Nhưng thời gian đi lâu như vậy vẫn chưa trở về thì chắc đã gặp phải yêu quái gần đó rồi. Thế là ba người đến trước Động Bàn Tơ kiểm tra rồi tách nhau ra tìm kiếm tung tích của sư phụ. Chư Bát Giới vừa hay gặp phải nhện tinh hóa thành mỹ nữ ra ngoài tắm, trong chốc lát bị mê hoặc và cứ như vậy bị nhện tinh lừa vào trong hang. Cảnh tượng này tình cờ bị Tôn Ngộ Không đang giả vờ biến thành yêu quái nhìn thấy nên vội vàng tiến lên để thu phục nhện tinh. Tuy nhiên, Chư Bát Giới khi nhìn thấy yêu tinh lại không biết là do sư huynh của mình hóa thành nên bước tới kéo quần áo của Tôn Ngộ Không.
Không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không chỉ có thể hiện nguyên hình mới có thể chấm dứt rắc rối này. Hai bên bắt đầu đánh nhau, nhưng Trương Bát Giới bị đánh liên tiếp liền tháo chạy, thậm chí còn bị Yêu Tinh cắt đầu để làm trò tiêu khiển. Trương Bát Giới không có đầu nên cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn lăn qua lăn lại trên mặt đất. May mắn thay, Tôn Ngộ Không kịp thời gắn đầu lại cho sư đệ, nhưng trong quá trình không cẩn thận lại gắn ngược đầu. Cảnh tượng trong phim lúc ấy vô cùng kỳ dị, khiến người xem không khỏi khiếp sợ. Nhân cơ hội này, Nhện Tinh không thể đánh bại được Tôn Ngộ Không, đã nhanh chóng dùng mạng nhện phong ấn cửa động rồi trốn thoát. Mặt khác, Đường Tăng được các Yêu Tinh sắp xếp đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc. Tiếng trống vang rội khắp trời trong động Bản Tơ, yêu quái ở tất cả mọi ngóc ngách trong động đều ngưng ly chúc mừng. Sau khi động chủ Nhện Tinh biết được Tôn Ngộ Không đang ở gần đó, liền muốn động phòng càng sớm càng tốt. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng của Đường Tăng, nó liền đưa cho một ly rượu pha thuốc đường. Đường Tăng không những không dám uống mà còn hất đổ, khiến Nhện Tinh tức giận, trực tiếp hiện nguyên hình, muốn xử tử Đường Tăng ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã cầu xin Quan Âm dùng tam muội chân hỏa đốt cháy mạng nhện ngoài cửa, đột nhập thành công động Bản Tơ và chế ngự yêu quái bên trong. Cuối cùng, bốn thầy trò trốn thoát khỏi động Bản Tơ và tiếp tục con đường lên Tây Thiên thỉnh kinh. Nội dung bộ phim này chỉ mô tả một kiếp nạn ở động Bản Tơ trong Tây Du Ký. Nhưng với phong cách táo bạo và tiên phong, phim đã gây ra nhiều cuộc tranh luận vào thời điểm đó và bị cấm phát sóng không lâu sau khi công chiếu. Còn đối với nhận định bên trong có yêu quái thật thì thật sự là như thế nào? Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân thực sự của việc Tây Du Ký phiên bản 1927 bị cấm sóng? Phiên bản trên của Tây Du Ký đã thu hút rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi chỉ trong vài ngày ra mắt. Bộ phim này thực sự đã khôi phục lại những mô tả của Tây Du Ký theo đúng nguyên tắc, nhưng những cảnh tượng trong đó lại luôn bị chỉ trích. Trong phim, để thể hiện yêu khí của Nhện Tinh, các diễn viên đã trực tiếp mặc áo yếm và xuất hiện trước ống kính để đánh nhau. Ngoài ra còn có Nhện Tinh mặc đồ bơi hiện đại khi đi tắm, mang đến cho mọi người một khung cảnh kỳ dị kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Nhưng trên thực tế, nó phản ánh Trung Quốc lúc bấy giờ đang ở trong tình trạng mâu thuẫn, xung đột, dung hợp giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Chịu ảnh hưởng của quan niệm phong kiến cổ xưa, khi người phụ nữ vẫn che kín toàn thân và cúi đầu nhìn xuống chân khi bước đi. Bộ phim này chắc chắn là một sự nhạo báng và châm biếm truyền thống phong kiến. Lúc Tây Du Ký phiên bản động Bản Tơ vừa bắt đầu bấm máy, đạo diễn Đản Đỗ Vũ vì nguyên nhân kinh phí đã cho vợ của mình là Ân Minh Châu đóng vai nữ chính. Trong phim, Đỗ Vũ thậm chí còn bắt vợ mặc đồ hở hang, nên theo tư tưởng phong kiến lúc bấy giờ, đây chắc chắn là việc bán vợ cầu tài và không có đạo đức. Tuy nhiên hai vợ chồng họ không hề quan tâm, thậm chí còn chuẩn bị phục chế các phần khác trong Tây Du Ký. Lý do này khiến nhiều người bắt đầu viết bài chỉ trích, khiến bộ phim đã bị cấm chiếu ngay sau khi lên sóng. Đồng thời các kế hoạch quay phim còn lại cũng được thông báo gác lại. Tuy nhiên, vẫn có tin đồn rằng lệnh cấm là do có yêu quái thật diễn xuất trong phim, nhưng đây thực sự chỉ là một sự hiểu lầm. Vào thời điểm đó, những bộ phim có hiệu ứng đặc biệt chưa phổ biến ở Trung Quốc. Để nắm bắt được nét đặc trưng của nhân vật trong Tây Du Ký, đạo diễn Đản Đỗ Vũ đã sử dụng nhiều điểm dừng trong quá trình quay phim và kỹ thuật phơi sáng kép để hoàn thiện các cảnh hiệu ứng đặc biệt. Những công nghệ này là bước đột phá đối với phim Trung Quốc và mọi người vào thời điểm đó đương nhiên sẽ cảm thấy mới lạ sau khi xem chúng. Phim ảnh vào thời điểm đó chỉ là đen trắng, không có âm thanh, cộng thêm cách hóa trang và diễn xuất của các diễn viên khiến hình ảnh trở nên u ám và đáng sợ, tạo cho người ta cảm giác vô cùng chân thực. Mặc dù bộ phim bị khán giả chỉ trích và cho rằng không đứng đắn, nhưng đó là một sự thử nghiệm táo bạo đi trước thời đại. Bởi suy cho cùng, đối với những người làm nghệ thuật thì chỉ có sáng tạo liên tục mới có thể tìm thấy những cơ hội mới. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.